Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung vô cùng bức xúc các bạn nè. Các bạn biết tin gì không? Đây nè, một người con đã bổ bồ cào sắt vào vai của bố mình chỉ vì chưa có cơm để cho hắn ta ăn. Thấy bố chưa có kịp nấu cơm, người con trai đã bực tức dùng bồ cào sắt vỗ vào vai khiến người bố trọng thương phải đi cấp cứu. Để coi cái bản mặt thằng này như thế nào các bạn. Mới nghe mà thấy bức xúc bực mình vô cùng các bạn. Con phải nấu cơm cho cha chứ đời nào mà cha lại đi nấu cơm cho con ăn. Thằng này thứ trời đánh rõ ràng. Cụ thể ngày hôm nay ngày 21 tháng 6, một cán bộ công an xã Bảo Lý, huyện Phú Bình ở tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc, một người đàn ông bị con trai bổ bồ cào vào người phải đi nhập viện cấp cứu. Theo vị cán bộ này, vào chiều ngày 20 tháng 6, giữa ông C, 52 tuổi và con trai M, 25 tuổi xảy ra mâu thuẫn xô xát chỉ vì ông C chưa có nấu cơm cho cái thằng con trai 25 tuổi ăn. Các bạn thấy, ông cha 52 tuổi, thằng con 25 tuổi đi về không có cơm ăn, quay qua đánh ông cha. Loạn rồi các bạn. Quá trình xô xát, trong cơn bực tức, M đã dùng bồ cào sắt, cái loại mà dùng để cào lúa ở dưới quê mà dân miền Tây mình đó các bạn. Loại mà bồ cào mà nếu mà nói như hồi xưa là của mà dạng Trư Bát Giới á, mấy cái gai nhọn nhọn phía trước á, bổ vào vai của cha khiến ông C bị thương phải nhập viện cấp cứu. Và công an xã Bảo Lý đã đến để làm việc với gia đình ông C để giải quyết vụ việc theo đúng quy định. Theo thông tin về sức khỏe của ông C, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết hiện sức khỏe của ông C đã ổn định sau ca phẫu thuật, hiện trong quá trình hồi phục phẫu thuật. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây không biết là vụ việc này như thế nào, dù đúng dù sai thì thằng con trai vẫn là kẻ bậy, đúng không? Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thì làm sao? Cha không nấu cơm thì thôi để con vô con nấu thì hai cha con mình ăn, nó tâm sự vui vẻ, có gì đâu. Ở đó mà tại sao cha chưa nấu cơm mà lại la lối sùm, trong khi cái thằng này chỉ mới 25 tuổi thôi. Thanh niên tay tán sức dạ dày lỏng á, chẳng lẽ không do nổi một nhúm gạo để nấu cơm, xả nước vô rồi bắt lên, giờ kim điện thôi, chắc thằng này nó không biết kim chui à. Rồi, cảm ơn các bạn.